Món cánh gà chiên nước mắm đầy ấn tượng của nhà hàng Madame Võ. Thưa quý vị, nếu bạn không thể đến Việt Nam, hãy mang ẩm thực Việt Nam đến với bạn. Madame Võ là nhà hàng Việt Nam ở khu phố East Village của thành phố New York. Nhà hàng này còn được một số người nổi tiếng yêu thích và trở thành khách ruột như là ngôi sao Sarah Jessica Parker, Calvin Klein và nhà thiết kế Philip Lam. Quán ăn do vợ chồng chủ quán là Yến Võ và đầu bếp Jimmy Lee thành lập. Tờ US Weekly đã truy tìm công thức chế biến món cánh gà chiên nước mắm nổi tiếng của quán. Món ăn đầy hương vị nhưng dễ chế biến này đã trở thành một trong những món ăn yêu thích của ngôi sao Parker 55 tuổi. Chủ nhân giải thích rằng phần lớn thực đơn của Madame Vo được chế biến theo công thức gia đình. Món cánh gà chiên nước mắm rõ ràng là món ăn được nhiều người yêu thích nhưng chúng không phải là món ăn nổi bật duy nhất trong thực đơn của quán. Nhà hàng này còn phục vụ các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam khác như là chả giò và phở. Theo như tờ US Food đưa tin, chủ nhân Yến Võ cho biết là những gì họ muốn giới thiệu là phong cách nấu ăn của miền Nam Việt Nam và đây là những món ăn mà Yến Võ đã ăn khi còn nhỏ. Đầu bếp Ly cho hay rằng thật khó để tìm thấy một nhà hàng cung cấp hương vị Việt Nam ở thành phố New York.